Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái câu số 1 và câu số 2. Có đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em ở câu số 3 và câu số 5. Đúng nào, câu số 3 và câu số 5. Còn riêng câu số 4 mình học thì thầy sẽ làm ở trong clip sau. Trong clip sau nha em nhé. Rồi, ta đi sang câu số 3. Đây chính là giải bài toán bằng cách lập phương trình. Còn lên chương trình lớp 9 chúng ta được học sẽ giải bài toán bằng cách lập phương trình và hệ phương trình. Nó có hệ phương trình được em, nhưng mà lên lớp 9 chúng ta được học. Thì nói chung ở dạng này theo thầy đánh giá thì nó hơi khó. Nó cũng có rất là nhiều dạng toán, ví dụ dạng chuyển động hay dạng toán về năng suất, hoặc là dạng toán về tính lãi suất của ngân hàng chẳng hạn, thì có rất là nhiều tính toán thực tế. Thì theo thầy nghĩ thì để mà chúng ta làm tốt cái dạng này á thì chúng ta cần phải đọc kỹ đề và chúng ta xác định thử nó chính là cái dạng toán gì. Ví dụ như toán chuyển động như cái bài này á thì chúng ta phải biểu thị cái mối liên hệ của nó giữa quãng đường vận tốc với thời gian, nghĩa là quãng đường thì bằng vận tốc nhân thời gian. Chúng ta biểu thị trên công thức này để chúng ta giải, và chúng ta phải đọc kỹ đề xem thử người ta hỏi cái gì. Người ta hỏi gì thì chúng ta khôn khéo chúng ta gọi cái ẩn để thể hiện cái mối liên hệ trong công thức này để cho em giải. Hiểu chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đọc đề và chúng ta sẽ giải bài này nha. Bài này không không khó em, bài này cũng hơi dễ. Một xe khách và một xe tải xuất phát cùng một lúc đi từ tỉnh A đến tỉnh B. Như vậy đối với dạng này thì theo thầy chúng ta nên vẽ giùm thầy cái sơ đồ ra, cái sơ đồ chuyển động ra. Như là xe khách này với xe tải này. Không, xuất phát từ cùng một lúc là từ A này cho tới B này, cứ được nè. Mỗi giờ, nghĩa là mỗi giờ xe khách chạy nhanh hơn xe tải là 5 km. Như vậy thì mỗi giờ á, mỗi giờ thì cái anh khách này này, phải không? Anh sẽ bằng là cái anh xe tải này cộng thêm là 5 km/h nữa thì mình bằng ảnh. Nghĩa là ví dụ rồi tí nữa như nó cho đây là 40 này, nên xe khách đến B trước xe tải là 30 phút, nên anh đến ở đây là trước là 30 phút. Anh xe khách này này, xe khách anh đến, như là cái thời gian của anh xe khách này này ha, nó sẽ đến sớm hơn cái anh xe tải là 30 phút, tại vì anh chạy nhanh hơn. Tính quãng đường AB, biết rằng vận tốc của xe tải là 40 km/h. Như vậy thì cái anh xe tải này ở đây là 40 km/h thì chứng tỏ anh xe khách này là gì? Đây thì anh này sẽ là 45 km/h, có đúng nào? Nên khi đó cái anh xe khách này đến trước B này 30 phút, 30 phút chúng ta đổi ra trở thành là 30 phần 60 sẽ là bằng 1/2 giờ, có đúng chưa nào? Đấy. Như vậy thì cái thời gian cái anh xe tải này này, anh xe tải không, có phải là nó bằng thời gian anh xe khách này, tại vì anh ấy nhanh hơn thì chứng tỏ cộng với anh đây là 1/2 giờ nữa, đúng không? Như vậy thì ở đây người ta hỏi là quãng đường ở đây á AB của chúng ta bao nhiêu thì chúng ta gọi nó là x. Đây tính quãng đường AB này, như vậy chúng ta gọi quãng đường của AB này chính là x. Ta biểu thị ở đây là gì, cái mối liên hệ ở đây của chúng ta. Ở đây vận tốc đã có này, đây là vận tốc khách này, vận tốc của tải đã có, quãng đường AB là giống nhau là x. Ví dụ chúng ta đi từ thành phố Hồ Chí Minh tới Hà Nội và từ Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh thì quãng đường ví dụ 1000 km đây, ví dụ như thế thì nó vẫn là 1000 km chứ nó không thay đổi, nghĩa là vẫn là x. Hiểu không? Nó chỉ thay đổi cái gì, cái thời gian và cái vận tốc. Anh nào chạy vận tốc nhanh hơn thì sẽ đến sớm hơn và ngược lại. Các em hiểu chưa nào? Cái mối liên hệ thuận nghịch đó, chứ quãng đường thì như nhau. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ dựa vào ở đây đó chính là cái thời gian. Các em hiểu không? Hay nói cái khác, thời gian của xe tải trừ thời gian của xe khách sẽ bằng 1/2, mà thời gian xe tải, thời gian từ công thức này chúng ta có là thời gian sẽ bằng quãng đường chia cho vận tốc. Quãng đường ta quãng quãng đường tải chúng ta là x, vận tốc của tải là 40 trừ ở đây x, khách là 45 sẽ bằng 1/2. Chúng ta giảm thành phương trình này ra là coi như là chúng ta sẽ tìm được cái quãng đường AB.
Như vậy tóm lại, để giải một cái bài toán bằng cách lập phương trình thì theo thầy bước thứ nhất chúng ta phải đọc kỹ đề, xác định dạng dạng toán đó nó rơi vào là dạng toán chuyển động hay năng suất hay là tính lãi suất hay là toán thực tế vân vân. Sau đó chúng ta sẽ khôn khéo gọi cái ẩn của nó một cách phù hợp để mà thể hiện cái mối liên hệ giữa các cái phần số người ta là những cái phần dữ kiện ở trong đề bài liên quan xoay quanh cái biến số đó. Sau đó chúng ta đọc kỹ đề và chúng ta sẽ lập phương trình. Sau khi lập phương trình xong, chúng ta giải phương trình đối chiếu với cái điều kiện và chúng ta sẽ lấy loại nghiệm và chúng ta sẽ kết luận. Hiểu chưa? Đó chính là cái nội dung của cái phần giải của cái bài toán cách lập phương trình. Thầy nghĩ phần này ai cũng sợ nhưng mà chúng ta đừng sợ. Đường nào trong đề thi các em chắc chắn sẽ có một bài thôi. Nó chiếm tầm khoảng 2 điểm. 1,5 đến 2 điểm nha. Chúng ta giải bài này. Bước đầu tiên chúng ta sẽ đổi 30 phút sẽ bằng là 30 phần 60, nghĩa là bằng 1 phần 2 giờ. Đúng chưa nào? Chúng ta sẽ gọi chiều dài quãng đường AB là x km và cái điều kiện của ta đây là x lớn hơn 0. Quãng đường thì không thể nào mà âm được. À, khi đó chúng ta sẽ tính được cái thời gian đây, tính được cái thời gian của xe tải và xe khách, sau đó chúng ta ráp vào thì sẽ ra được phương trình thôi. Thời gian của xe khách đi từ A đến B là x phần 45 giờ. Tương tự như vậy thì cái thời gian của xe tải đi từ A đến B là x phần 40 giờ. Vâng, thì theo đề bài ta có cái phương trình đó chính là x phần 40 trừ cho x phần 45 sẽ bằng 1 phần 2. Bây giờ thầy sẽ giải cho các em ở cái này để chúng ta ra nha. Ta quy đồng thôi, lá này nhân lên đây, nhân chéo này. 45x, lá này nhân chéo 40x chia 40 nhân 45 nha. Chúng ta lấy 40 nhân 45 bằng 1.800 sẽ bằng 1 phần 2. Ta tương đương ở đây là 40, 45 trừ 40x là bằng bao nhiêu? Các em 5x trên 1.800 bằng 1 phần 2. Như vậy bây giờ để giải cái này người ta tiếp tục nhân chéo lấy 5x nhân 2, 1.800 nhân cho 1. Như vậy ở đây sẽ ra bằng 10x sẽ bằng 1.800. Từ đây người ta suy ra x sẽ bằng 1.800. Ta chia cho 10 thì sẽ bằng 180. Như vậy quãng đường của cái từ A tới B sẽ bằng là 180. Ta kết luận đây là thỏa mãn này, điều kiện này. Sao này? Vậy quãng đường AB dài 180 km. Đấy không? Em đọc đề những dạng này chúng ta phải biết cách tóm tắt đề bài, gọi ẩn và đồng thời chúng ta biết cách lập phương trình và giải ra và kết luận nghiệm game nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái câu số 5 game nha. Câu số 5. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở câu số 5 game. Câu này hơi nâng cao một xíu thôi em, nhưng cũng không cao lắm đâu. Cho cái số A đây là bằng 10 2 mũ 2015 trừ 1 tất cả bình phương. Người ta yêu cầu các em là hãy tính tổng các chữ số của A. Tổng các chữ số của A. Như vậy thì để tính tổng các chữ số của A thì bước đầu tiên chúng ta sẽ khai triển nó theo hàng thức số 2. Đây nó có dạng A trừ B tất cả mũ 2 theo hàng thức số 2 nha. Như vậy thì ta có là
12 muỗng. Đây. Chúng ta bình phương trừ 2 nhân 2 này đó chính là theo trong công thức hàng đẳng thức. Thầy đang ghi nó giống theo hàng đẳng thức luôn. Và cộng ở đây với gì? Một bình phương. Nhưng mà lũy thừa thì em chỉ lấy hai lũy thừa này nhân lại với nhau. Các em hiểu không? Như vậy thì ở đây 10, các em sẽ lấy 2015 nhân cho 2 bằng 4030. Ở đây chúng ta cứ để như vậy, nhân cho 1 thì cứ để như thế. Cộng 1. Bây giờ các em sẽ tính cho thầy kết quả của thằng này ra. Được nào? Ok. Được chưa nào? Bây giờ thầy sẽ tính ra này. Thầy sẽ chỉ các em cách bấm cái kết quả của này, 10 mũ ha. 10 này. Mũ số mũ đây, máy tính này bấm ấn số mũ cho đây nha. Đây này. Đó. 30 ha, 4030. Rồi, xuống. Trừ này, 2 này, nhân này. 10 mũ bao nhiêu này? 2015. Xuống này, cộng 1 bằng lỗi cái phép tính. Ồ, không tính được rồi. Như vậy thì ở đây sau khi mà chúng ta tính ra được cái kết quả thì ở đây nó sẽ ra được là ở đây từ 2014 cái số 9 này các em. 8 à, và 2014 cái số 0 và đồng thời số 1 ở sau đây. Như vậy ở đây là 2014 số này. Ở đây là 2014 số. Chỗ nào? Như vậy thì tổng các trừ số của A nó sẽ là này. Ở đây tổng thì phép cộng em. Như vậy thì cái số 9 này có 2014 số thì em sẽ lấy 9 nhân 2014 này. Đó nè. Cộng cho riêng số 8 này. Cộng 2014 nhân với mấy? Nhân với 0. Tại vì 2014 trừ số 0 và cộng với đây số 1. Được nè. Bây giờ chúng ta sử dụng máy tính, chúng ta bấm 9 nhân 2014 cộng 8, thằng kia nhân 0 thì bằng 0 rồi, cộng cho 1 bằng 18.135. Được chưa nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 4, bài hình học cho em xem. Chúng ta nên giải trước cho thầy nha. Ok. Bài hình nha. Bài này cũng dễ không khó đâu. Bài em nha.